Mai Phương Thúy hé lộ lý do rời showbiz, nói gì về việc lấy chồng sinh con. Mai Phương Thúy trải lòng về những góc khuất khi hoạt động showbiz, lý do cô ở ẩn, hạn chế xuất hiện trên truyền thông suốt 10 năm nay. Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình podcast của siêu mẫu Minh Triệu. Đây là lần hiếm hoi người đẹp xuất hiện trên truyền thông để chia sẻ về công việc, cuộc sống của mình. Nhiều năm qua, Mai Phương Thúy ít hoạt động nghệ thuật, cô hiếm khi nhận lời phỏng vấn của báo chí hay tham gia talk show trên truyền hình. Từ năm tôi 18 tuổi, tôi xuất hiện trước truyền thông rất nhiều, nhưng 10 năm trở lại đây tôi ngại đứng trước máy quay, mẹ tôi còn nói con ơi, hay con đừng xuất hiện nữa, chân dài tâm sự trong chương trình. Lý giải về lựa chọn rút khỏi làng giải trí, Hoa hậu 8X cho biết cô vốn không đam mê showbiz. Khi mình còn trẻ, mình tham gia hoạt động thiện nguyện, thi thoảng đóng phim, diễn thời trang. Ở độ tuổi đó, những việc mình làm đôi khi không yêu cầu sự chuyên nghiệp, kiểu như còn trẻ mà, cứ thử sức đi. Nhưng tôi không đam mê sàn diễn, không đam mê đứng trước máy quay. Tôi nghĩ năm 25 tuổi, mình phải tập trung làm nghề gì đó thật giỏi, tập trung chuyên môn để cho mình sự tự tin và niềm hạnh phúc. Sàn diễn hay đứng trước máy quay không phải thứ tôi tìm kiếm, đó là lý do tôi dần tách ra, Mai Phương Thúy kể. Nhớ lại quãng thời gian sôi nổi hoạt động showbiz, Hoa hậu 8X cho biết cô trải qua nhiều thăng trầm và rút ra được bài học về cách sinh tồn. Với Mai Phương Thúy, điều tốt đẹp nhất khi còn tham gia nghệ thuật là cô trở thành một phiên bản đặc biệt, phiên bản hoàn hảo trước máy quay mà có lẽ ngoài đời không tốt đẹp đến như vậy. Cô nói, nhìn lại quá trình từ hoạt động nghệ thuật, có lúc tôi thấy vui, có lúc thấy vất vả quá, cũng có lúc tự hỏi tại sao tất cả chỉ xảy ra với mình, tại sao mình kém may mắn như vậy. Làm người nổi tiếng rất nhiều áp lực, mình lại là phụ nữ nữa. Mười mấy năm làm hoa hậu, là mười mấy năm học cách sinh tồn, có lúc vấp ngã, gạt nước mắt, đứng dậy rồi đi tiếp. Khi chuyển sang kinh doanh, đầu tư cổ phiếu, người đẹp chấp nhận từ bỏ hào quang giới giải trí để bắt đầu từ con số 0. Tuy nhiên cô không thấy vất vả vì quan niệm đã đam mê với công việc nào thì sẽ luôn tìm thấy niềm yêu thích ở đó. Hiện tại, Mai Phương Thúy dành phần lớn thời gian cho công việc. Mỗi ngày, cô dậy từ 6 giờ và làm việc đến đêm khuya. Cô đọc nhiều sách vở, học hỏi kiến thức mới để tập trung cho việc đầu tư và hoạch định chiến lược. Khi làm việc với đúng đam mê, người đẹp thấy mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ. Nói một cách hơi xến thì mình phải biết lắng nghe trái tim, biết mình thực sự thích gì, muốn gì. Mình không nên tốn thời gian cho những gì mình không thích, Hoa hậu nói. Trò chuyện với Minh Triệu, Mai Phương Thúy cho biết cô tiếp nhận, nuôi dưỡng năng lượng tích cực trong cuộc sống từ công việc, tình yêu, bạn bè và ẩm thực. Hoa hậu cũng hé lộ trong tình yêu cô là mẫu người thích chiều chuộng nửa kia, thường hay nhường nhịn bạn trai. Tuy nhiên, càng trưởng thành, cô càng học được cách cân bằng bởi điều gì quá cũng không tốt. Trong tình cảm, tôi từng có lúc lụy tình, tôi là kiểu người thích lắng nghe trái tim, khi nào trái tim đau quá thì tự biết kéo mình quay về. Bây giờ tôi sống vui vẻ, mật ngọt nên không nhớ những chuyện buồn quá khứ, nhưng cách ứng xử của tôi mỗi lần gặp đau khổ là mình phải đối diện, không nên trốn tránh. Ở tuổi 36, Mai Phương Thúy không bị áp lực chuyện kết hôn, sinh con. Tuy nhiên, cô cho rằng dù độc thân hay khi đã lập gia đình, mỗi cuộc sống đều có những điểm tuyệt vời khác nhau. Đến giờ cuộc sống độc thân với tôi vẫn rất tốt, có thể mọi thứ sẽ thay đổi khi tôi quyết định có con, bởi dù sao cũng không thể để quá muộn nên thời điểm kết hôn sẽ là lúc tôi muốn có em bé. Một người đàn ông lý tưởng với tôi là phải giống bố tôi, đẹp trai, tính cách thú vị, biết lòng vì gia đình, con cái, Hoa hậu bộc bạch. Mai Phương Thúy cho rằng hiện tại điều quan trọng với cô là nâng cao chất lượng cảm xúc cho bản thân. Trước đây khi còn tuổi đôi mươi, người đẹp thích mua hàng hiệu, đi nhà hàng sang chảnh, đi du lịch đó đây, hiện cô thích quay về những giá trị bên trong. Ví dụ như có cuộc trò chuyện chất lượng, gặp được người mà cô yêu thích. Khi Minh Triệu nói cuộc sống hiện tại của Mai Phương Thúy trọn vẹn và viên mãn, cô đáp, không, tôi vẫn bị ám ảnh bởi cân nặng, cười. Tôi đam mê ăn uống nhưng rất dễ lên cân. Nếu muốn giữ dáng, bạn không chỉ dành 1 đến 2 tiếng mỗi ngày tập luyện mà còn phải chú trọng chế độ ăn uống. Nhưng khi làm việc, tôi rất thích tinh bột, thích đường nên để có thân hình cân đối không hề dễ. Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, sau đó đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006 và vào top 17.